Sau việc đụng hàng chiếc váy siêu hot, Hải Triều lớn lướt loạt mỹ nhân đình đám. Hải Triều xin hân hoan chào đón tất cả quay viên Hà Nội, đàn trai đàn gái đã đến với buổi họp báo ngày hôm nay ạ. Chị gái đi họp báo thì đám cưới đàng hoàng nhá. Hương Ngọc Hà biến hóa linh hoạt, tự tin khoe vi sườn đỉnh cao. Có giống không? Chưa chắc đã giống đâu. Hải Triều chẳng hề lép vế khi mặc lại chiếc đầm, đã từng được loạt mỹ nhân đình đám V-biz chưng diện. Thậm chí nam diễn viên hài với màn giả gái đỉnh cao còn có phần lấn lướt các nữ đồng nghiệp. Cụ thể khi xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện trao sash cho các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Hải Triều với vai trò MC đã thành công chặt đẹp dàn khách mời khi quyết định hóa thân thành một mỹ nhân. Theo đó tại sự kiện, Hải Triều chưng diện một chiếc đầm vàng gold, xẻ tà cao, khoe khéo đôi chân dài, kết hợp thêm mái tóc giả ngắn ngang vai và kiểu trang điểm sắc sảo, nam diễn viên trông vô cùng kiêu kỳ và nổi bật. Đây không phải là lần đầu Hải Triều đụng hàng các sao có tên tuổi trong giới thời trang. Trước đó khi diện bộ đầm tông hồng xếp tầng với những khoảng khách ao táo bạo, nam diễn viên cũng 1910 với họ Henie, Minh Tú và Hậu Từ Sang. Hải Triều được biết đến là một diễn viên hài chuyên trị những vai giả gái, nhờ sự duyên dáng và khả năng hóa thân vào các nhân vật nên anh thường nhận rất nhiều sự yêu thích từ khán giả. Sở hữu chiều cao ấn tượng và đôi chân nuột nà dài miên man, Hải Triều dễ dàng chinh phục váy áo dành cho phái đẹp. Thậm chí ngay cả khi đụng hàng với loạt mỹ nhân Việt, anh chàng cũng tỏ ra không hề kém cạnh. Hồ Ngọc Hà góp mặt trong danh sách những mỹ nhân Việt từng khoác lên mình chiếc váy vàng siêu hot, không thể thiếu Hồ Ngọc Hà. Diện bộ trang phục nổi bật, ba mẹ ba con khéo léo hô biến diện mạo trở nên hoàn hảo khi chọn kiểu tóc búi cao và chỉ đeo hoa tai. Chẳng cần thêm thắt phụ kiện quá cầu kỳ, Hồ Ngọc Hà không chỉ là một nữ ca sĩ nổi tiếng mà cô còn được coi như là một trong những biểu tượng thời trang đình đám của V-biz. Chính nhờ vẻ xinh đẹp cùng body cực chuẩn và thần thái sang chảnh nên ba mẹ ba con thường trội hơn trong các cuộc đụng hàng. Lương Thùy Linh. Trước Hải Triều, V-biz đã có không ít mỹ nhân từng thử qua bộ cánh sắc vàng nổi bật này, thậm chí chẳng quá lời khi gọi đây là chiếc váy hot nhất showbiz khi có cả chục mỹ nhân từng chưng diện. Trong đó phải kể đến Hoa hậu Lương Thùy Linh, người đẹp này từng chưng diện mẫu đầm tương tự Hải Triều trong một sự kiện. Cụ thể, mỹ nhân xuất hiện lộng lẫy trong sự kiện đầm hội nhan sắc tại Đại học Tôn Đức Thắng và đã khiến tất cả mọi người đều phải choáng ngợp trong tạo hình lộng lẫy như một nữ thần. Người đẹp trang điểm tông nâu tây sắc sảo và diện thiết kế váy vàng ánh kim lệch vai gợi cảm, khoe trọn vóc dáng lý tưởng. Lương Thùy Linh trở thành tâm điểm chú ý với mẫu đầm vàng gold lấp lánh cùng chiếc vương miện 3 tỷ đồng. Nàng hậu gốc Cao Bằng không chỉ khiến khán giả trầm trồ bởi đôi chân dài mà còn bởi khả năng giao tiếp nuốt mít trong buổi giao lưu. Vũ Thu Phương. Vũ Thu Phương cũng là một trong những mỹ nhân Việt có duyên với chiếc váy vàng gold nổi bật này. Cụ thể, nữ người mẫu từng chưng diện mẫu trang phục khi thực hiện một bộ ảnh thời trang và nghiễm nhiên với sắc phốc cũng như thần thái của một siêu mẫu. Mỹ nhân thừa sức cần đẹp bầu cánh, người đẹp đã có màn so kè phong cách với chiếc váy lệch vai sang trọng của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Siêu mẫu 8X tạo điểm nhấn bằng việc phối đầm cùng hoa tai và vòng tay tông sực tông bản to, tăng vẻ quyền lực. Võ Hoàng Yến. Hay như nữ siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng từng đụng hàng mẫu đầm này với loạt mỹ nhân đình đám, nhưng người đẹp vẫn tạo được nét riêng nhờ chọn kiểu tóc, lối trang điểm và phụ kiện khác biệt. Làn da nâu khỏe khoắn của người đẹp cũng được tôn lên nhờ màu sắc vàng gòn ông ánh trên chất liệu váy. Với kinh nghiệm lâu năm trong làng mẫu, Võ Hoàng Yến đã mang đến những xuất hình vô cùng ấn tượng giữa trời nắng. Được biết siêu mẫu Võ Hoàng Yến từng diện chiếc váy này trong bộ hình thời trang quảng bá cho show diễn của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Tất nhiên với kinh nghiệm cùng với thần thái đỉnh cao, siêu mẫu thực sự khiến người xem mãn nhãn với những màn tạo dáng chuyên nghiệp. Thực tế đụng hàng trong showbiz chẳng phải là chuyện quá xa lạ, nhưng mỗi khi các ngôi sao V-biz có dịp chạm trán váy áo, người hâm mộ lại được dịp bàn luận xem ai mặc đẹp hơn.